Em xin chào thầy và tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ trình bày một bài tập sử dụng Compiz 16F87 để điều khiển 16 con led đơn chạy theo nhiều kiểu khác nhau. Đầu tiên sẽ vô vào phần cứng. Đây, đây là con Compiz 16F87. Cái mặt này là cái mặt dùng để em dùng để reset và cấp nguồn cho Compiz này. Đây là nút reset, khi mà chương trình đang chạy thì ta nhấn nút reset thì chương trình sẽ trở về trạng chương trình đầu tiên, trạng thái ban đầu. Em sẽ sử dụng con thạch anh 20MHz gắn vào chân RA6 và RA7. Tiếp đó là sử dụng hai chân tụ để lọc. Rồi em sẽ sử dụng chân từ chân RC0 tới RC7 và chân RD0 tới RD7 để điều khiển 16 con led. Đây là 16 con led. Tiếp theo sẽ đi vào chương trình viết code. Đầu tiên sẽ khai báo thư viện 16857 vì em sẽ sử dụng Compiz 16857. Em khai báo HS vì khi mình em sử dụng một con thạch anh 20MHz nên sẽ khai báo HS theo và khai báo biến cho nó Integer 8 cho biến IC và ID và Integer 16 cho biến biến Y. Đầu tiên sẽ viết chương trình để hiển thị kết hợp 16 bit kết hợp hiển thị lên 16 con led. Đầu tiên sẽ gắn cái thằng IC vào cho thằng Y vì thằng Y có dung lượng lớn hơn thằng IC nên là khi gắn thằng IC vào sẽ vẫn còn một cái bộ nhớ. Tiếp theo em sẽ gắn thằng ID vào cái bộ nhớ còn lại của thằng thằng Y. Sau đó em sẽ gọi thằng IC và thằng ID ra. Đầu tiên em sẽ viết chương trình con cho 16 con hết. Chấp tắt 5 lần là em cho nó chạy vòng lặp for chạy từ 0 tới 10. Sau đó hiển thị lên 16 led đơn. Em sử dụng lệnh y bằng y đảo của y, có nghĩa là khi y bằng 0 thì thằng y nó sẽ tắt và y nhỏ lên bằng 1 thì thằng y này nó sẽ đảo của thằng y là nó sẽ sáng, nên nó sẽ cứ sáng tắt liên tục cho tới khi y bé hơn 10 thì quay trở lại về lại. Và tiếp theo là chương trình sáng tắt từ trái sang phải. Em sử dụng 16 led đơn nên là em cho nó chạy vòng lặp từ 0 tới 16 và sử dụng hàm y dịch từ trái sang phải và cộng thêm một lượng không ít 80000 là 16 bit. Đây là số nhị phân của không ít 80000. Sau đó sẽ hiển thị trên 16 con led đơn và cái hàm này là hàm tắt. Em cũng sử dụng lệnh y bằng y dịch từ anh dịch phải sang 1. Chương trình 2 là chương trình sáng tác dần từ phải sang trái. Em sẽ cũng cho nó chạy vòng lặp for từ 0 tới 16. Cũng sử dụng hàm lệnh nhưng mà cộng thêm một lượng không phải không ít 800 nữa mà là cộng thêm 1 vì nó đang dịch từ phải sang trái. Và đây là cái đầu tiên, cái này cộng 1 là của thằng này. Khi tới hàng thứ hai thì nó sẽ một nó sẽ dịch sang qua đây qua này và dịch tiếp tục như vậy. Rồi đây là hàm tắt của 16 con led dịch từ phải sang trái. Tiếp theo sẽ viết chương trình điểm sáng chạy từ trái sang phải. Em gắn biến y nó bằng 0x8000 là sau đó em sẽ cho nó chạy vòng lặp for từ 0 tới 16 và hiển thị cho sử dụng hàm y bằng y và dịch sang phải 1. Khi đó đầu tiên nó sẽ có hàm này, sau khi nó chạy y nó bằng 0 nó chạy thì nó sẽ dịch thêm một đơn vị, đây là dịch qua bên này.
điểm sáng chạy từ phải sang trái. Mình ta cho thằng ban đầu cho thằng y nó bằng 1, là cho nó chạy vòng lặp for từ 0 tới 16 và cho nó dịch thằng y nó dịch từ phải sang trái. Tiếp tục tới hàm sáng dần từ ngoài và trong, vì từ ngoài và trong có 16 nét đơn nên em sẽ chia làm hai phần, phần một bên từ bit 0 tới bit 7 và một bên từ bit 8 tới bit 16, từ bit 1 tới bit 8 và bên kia là từ bit 9 tới bit 16. Em sẽ cho nó chạy vòng là for từ 0 tới 8 là để vì mỗi bên sẽ chia ra rồi nên còn có 8 bit thôi. Em sẽ gọi thằng IC, gán thằng IC sẽ bằng lệnh của thằng IC dịch sang trái và cộng thêm 1, còn thằng ID sẽ dùng lệnh thằng ID dịch sang phải và cộng thêm 0x800 vì chỉ có 8 bit thôi. Sau đó sẽ gọi thằng ID và thằng IC ra. Hàm này là hàm sáng, còn hàm này là hàm tắt, cũng sử dụng vòng lặp for cho nó chạy từ y chạy từ 0 tới 8, cũng khai báo thằng IC ra cho nó dịch sang bên phải thằng, và thằng IC nó dịch sang trái và thằng ID nó dịch sang phải. Dịch thằng IC nó dịch từ dịch sang trái, dịch từ ngoài vào, thì thằng IC nó dịch từ bit 1 tới bit 8, còn thằng ID nó sẽ dịch từ bit 16 cho đến bit 8. Sáng tắt dần từ trong ra thì cũng tương tự, và ta chỉ đổi lại là thằng IC nó dịch từ ngoài nó dịch từ phải và cộng thêm 0x80, và thằng ID nó sẽ dịch trái và cộng thêm 1, có nghĩa là nó dịch từ thằng IC nó dịch từ bit số 8 ra bit số 1 và thằng IC nó dịch từ bit số 9 ra bit số 16. Đây là hàm tắt đó. Tiếp theo là tới hàm sáng dồn từ phải sang trái. Có nghĩa là ta ban đầu ta gắn cái biến IP chạy này bằng 1 và biến y cố định này bằng 0, ta cho chạy bằng lập for y bằng 16, gắn giá trị y bằng 16 và cho nó trừ khi mà thằng y bằng 16 bằng dí bằng 0, thì có sẽ có lệnh thà thì dí nó sẽ bé hơn y nên nó sẽ thực hiện lệnh là thằng IP chạy thì nó sẽ dịch sang một đơn dịch trái sang 1, và cứ thế tiếp tục chạy hết vòng lặp thì nó sẽ sáng hết 16 con nét. Sáng dồn từ trái sang phải. Đầu tiên sẽ cho thằng IP chạy nó sẽ là 0x800 là 8 bit đây, số nhị phân, rồi cho chạy bằng lập for và cũng chạy tương tự, nhưng mà thằng IT chạy này nó sẽ dịch từ trái sang phải. Tiếp theo là sẽ sử dụng chương trình sáng chạy 4 con nét đơn kiểu stack, là chạy như con rắn ấy. Thì ban đầu em sẽ gán cho thằng biến y này nó là 0x0 là 4 bit đầu của nó sẽ chạy dịch phải liên tục, y như con rắn bò, cho nó chạy vòng lặp for 3 lần. Tiếp theo là viết cho chương trình chính, em sẽ xét chiếc thằng là thằng C, thằng bọc C và thằng bọc D, vì thằng C, thằng bọc D là hai thằng để điều khiển 16 con nét đơn. Sau đó em sẽ cho nó chạy vòng lặp và chu các cái chương trình con mình đã viết ở trên, và mỗi chương trình con cách nhau bằng cái delay 100 mili giây. Khi mà chạy tới 10 chương trình con xong thì
nó sẽ trở về vòng lặp chạy lại chương trình đầu tiên. Và bây giờ người ta xem mô phỏng. Ta nạp cốt, ta vào, ta điều chỉnh cái sung clock này cho thành 20 MHz nhé. Sau đó ta sẽ nạp vào cốt này. Ok. Rồi. Đây, đây là chớp tắt. Sau đó là nó sẽ dịch sang trái. Thì sáng sáng rồi tắt, sau đó sẽ dịch sang phải. Nó sẽ này là sáng dịch vì máy mình nó bị lắc nên là mong mọi người thông cảm. Máy mình nó bị lắc quá. Đây, cái này là dịch ngoài vào, xong rồi nó sẽ tắt và nó sẽ dịch từ trong ra. Đây là sáng dù. Dùng từ trái sang phải. Đây, sẽ xuống dùng từ phải sang trái. Sau đó nó sẽ chạy kiểu dịch 4 led, kiểu SLED. Cho nó dịch 3 lần. Đó, sau khi dịch xong thì nó sẽ quay về vòng lặp và nó sẽ chạy lại chương trình đầu tiên. Rồi, cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.